tăng cường minh mạch hóa thông tin trong công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng với nhiều động lực là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc với báo Đà Nẵng về kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 diễn ra chiều nay. Năm 2020 là năm có nhiều diễn biến tác động lớn đến kinh tế xã hội của thành phố, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động báo Đà Nẵng đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nội dung tuyên truyền, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị và tư tưởng, giữ vững vai trò là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong hai đợt dịch Covid-19, báo Đà Nẵng đã phản ánh kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh, sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong công tác phòng chống dịch. Đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền đậm nét công tác Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22 tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2020, tỷ lệ bạn đọc báo Đà Nẵng điện tử là 19,7 triệu lượt, tăng 51%. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật báo Đà Nẵng đã đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tin bài, phát huy hơn nữa tính phản biện đối với các vấn đề kinh tế xã hội. Đồng thời lưu ý, cần xác định rõ ràng mục tiêu chuyển đổi số để nắm bắt cơ hội và sẵn sàng đối mặt với những thách thức. Thực hiện chủ đề năm 2021, nằm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu báo Đà Nẵng chủ động trong công tác tuyên truyền, minh bạch hóa thông tin, phản bác những thông tin xuyên tạc, Đội ngũ phóng viên, biên tập viên xây dựng tuyến bài khẳng định động lực của thành phố với những năng lượng tích cực, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị báo Đà Nẵng chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chuẩn hóa vị trí làm việc, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh đề án phát triển toàn diện báo Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 tầm nhiên đến năm 2030, trình lãnh đạo thành phố trong tháng 1 năm 2021.